thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu những người từng đến 17 địa điểm ở Đà Nẵng và 3 địa điểm ở Quảng Nam liên hệ ngay cơ quan y tế và khai báo y tế. Tại Đà Nẵng, 1. Intercontinental Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2020. 2. Nhà hàng Bảy Bang, Bãi Rạng, đường Quang Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, từ 17 giờ 30 đến 20 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2020. 3. Nhà hàng hải sản cua biển số 112 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà vào trưa ngày 18 tháng 7 năm 2020. 4. Chùa Pháp Hội 69 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà ngày 18 tháng 7 năm 2020 và 25 tháng 7 năm 2020. 5. Sân cầu Long Thanh Khê Đông, đường Đỗ Ngọc Du, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2020. 6. Quán bún trên dĩa hè ở đối diện địa chỉ 152 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, chợ đêm Lê Duẩn và buổi sáng các ngày 20 đến 25 tháng 7 năm 2020. 7. Limousine Cà Phê số 419 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu và buổi sáng các ngày từ 20 đến 23 tháng 7 năm 2020. 8 chợ An Hải Đông, ca suyệt 54 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020. 9. Chợ Tự Phát, Quán Cốc, dọc đường Hải Phòng, gần đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020. 10. Cà phê Lối Cũ, đối diện Bệnh viện Đà Nẵng, vào 7 giờ đến 7 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020. 11. The Man Coffee House, số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, vào chiều ngày 23 tháng 7 năm 2020. 12. Quán lẩu và nướng Phúc Tử Quán, số 366 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vào 16 giờ đến 17 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2020. 13. Coffee Highland ở địa chỉ 203 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, và 19 giờ đến 20 giờ 30 ngày 24 tháng 7 năm 2020. 14. Quán trên dĩ hè ở đối diện địa chỉ 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào sáng ngày 25 tháng 7 năm 2020. 15. Nhà hàng của khách sạn Công Đoàn, số 2, ông Ích Kim, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào trưa ngày 25 tháng 7 năm 2020. 16. Bệnh viện 199, Bộ Công an số 216 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Bắc, Sơn Trà, vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2020. 17, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, số 118 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Sơn Trà, vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2020. Tại Quảng Nam. 1. chợ ngã tư Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào ngày 22 tháng 7 năm 2020. 2. chùa Giác Nguyên khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào tối ngày 24 tháng 7 năm 2020 và sáng ngày 25 tháng 7 năm 2020. 3. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, khối 8A, huyện Điện Bàn, ngày 25 tháng 7 năm 2020. Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm nêu trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện đến các đường dây nóng 1900 9095 Bộ Y tế hoặc 0905 108 844 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng hoặc 0914 085 388 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Thực hiện cách ly tại nhà. Khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ HTTPS 2.2 xuyệt tờ khai y tế.vn hoặc tại ứng dụng ncov từ địa chỉ https 2 2 vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.